Rồi em lại xuất hiện tiếp tục anh em ha, cái video thứ ba trong ngày. Rồi thì cái này thì cái video này thì em sẽ quay một ít thôi anh em ha. Thì đa số là em sẽ quay mấy cái thùng này. Đây. Mấy cái thùng cho anh em về đựng máy, đựng đồ nghề gì đó anh em đựng ha. Đó, thì coi như là cái thùng này thì bỏ qua đi, không có giới thiệu nó. Đó, máy này thì coi như là bữa giờ em bán đánh bột rồi, lại máy máy đâm vui. Lên lô nào hết lô đó thì em lại tiếp tục lên cho anh em ủng hộ ha. Là một mớ máy cắt gỗ và cưa xích, lại tỉ hàng rào. Là toàn bộ nó sử dụng điện 100V anh em nha. Tất cả các loại máy, máy điện là toàn bộ sử dụng điện 100V và bao ship và bao sóng anh em nha. Nói chung là video quay như thế nào, máy hoạt động như thế nào thì về y vậy luôn em nha. Chỉ là bao motor sóng thôi. Còn mấy vấn đề khác thì anh em về tự dọn lại giúp em. Thì hàng bên em thì em không có vệ sinh đâu anh em ha. Nẹt lửa than kêu đạn gì đó thì anh em về cứ dọn lại giúp em. Thì những con đó thì cái giá thành nó cũng sẽ khác với lại coi như là những con chạy nghiêm chỉnh. Và cái vấn đề chính là nó chạy điện 100V. Và mỗi một máy thì nó sẽ mang cho mình nó là một mã số và một giá tiền khác nhau. Thì anh em vui lòng nhìn kỹ cái mã số và cái giá tiền, sau đó gọi trực tiếp vào hai số điện thoại bên dưới phần tiêu đề. Rồi nhân viên em sẽ chốt hàng cho anh em theo cái mã số em ghi lên trên máy. Khi chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng là 100k. Còn lại em sẽ code về đến nhà cho anh em. Khi nhận hàng kiểm tra đúng với hàng của mình chọn, sau đó thanh toán sau cái phần còn lại, thế là xong thôi anh em ha. Đó, rất là đơn giản. Rồi đó, bây giờ là em quay hàng thùng anh em nha. Cái này là thùng không thôi. Thùng mà không đó. Mã nhiêu em? Rồi mã đầu tiên 379, 100k một cái anh em nha. Hai cái này nắp đầy đủ, bao 100k một cái, bao ship anh em ha. Đó, 100 bao ship. Rồi 379 100k. Đó, cái tay này nó hơi cong cong, anh em bẻ lại nha. Đó, con này cũng là ma guitar luôn, 380. Mở thùng, mở ra chút. Nó chỉ bị khít thôi, nó bị khít thôi. Nói chung là thùng này là thùng máy đục anh em nha. Thùng này toàn bộ là thùng máy đục của Makita hết. Em còn rất là nhiều thùng máy đục không này, anh em giờ đựng máy hoặc đựng đồ ngờ vậy anh em đựng nha. Rồi 380 100 luôn. Thùng đi qua chút, chắc chồng lên đi chút. Rồi 381 cái này 100 luôn em nha. 381 cái thùng này cũng là Makita luôn. Đó, cũng là Makita luôn em nha. Thùng máy đục nặng lắm nha, 3 ký mấy một thùng á. 381 100 luôn. Rồi cái này 382 100 luôn. Đấy. Thùng này đừng đùa người được nè anh em ơi. Lại cái tay này thì nó mất hết rồi. Mất cái tay rồi. Anh em giờ đồ lại cái tay. 382 100, cái này cao gần cái gang tay nha. Này là cao gần gang tay á. Rồi 382 100 luôn. 383 100k luôn nha. Đấy 100k. Thùng này thì anh em lấy cái miếng nhựa ra, đựng đồ người, thùng này nó hơi xấu xấu nè anh em ạ. 383 100k luôn em nha. Rồi 384 100 luôn. 384 100k luôn. Makita máy đục 17 ly á. Rồi 384 100k luôn. Lấy 4 một chồng luôn chú. Ủa, lộ nó. Hai cái. Hai nãy hai cái mà. Hai cái này của. Không phải, 4 cái. Nãy cái thùng kia, cái thùng mát này nó nằm trong cái thùng của thằng Makita. Bao đây chú, vào đây. 4 cái. Cái này 4 cái anh em nha. Này là cái thùng máy pin ES 6913. Một cái thùng Ryobi đựng đồ người anh em nha. Một cái thùng mát này không phải. Hai cái đó. Rồi. Cái thùng này Makita. Cái đó luôn chú, cái đó luôn, cái này không phải. Rồi cái này có một tay thôi anh em nha, cái này có một tay thôi, 4 cái. 4 cái này 150k anh em nha, bao ship anh em 4 cái. Thùng này thùng Makita có một tay. Còn cái thùng kia
thùng kia nó không có tay, không có tay anh em ơi. Mấy cái đó thì bây giờ anh em về nhà, bây giờ là nói chung là mấy cái thùng này nè, anh em không đựng máy thì anh em cắt cái có hai lớp, sao hai lớp nè, anh em cắt cái miếng này ra đựng đồ người sơ sơ là cũng được anh em ơi. Đó, bốn cái này mã 385 384 nè, đây 385 150k bốn cái này nè, 385 150k. Rồi đưa hai thùng kia đi em. Thùng này 386 100k luôn. Cái này nó có một tay thôi. Có thùng này EZ608 thì anh em nào có máy nào này thì lấy về đựng anh em ơi. Này thùng Makita nó hơi mớp ngay đây miếng. Makita đục 17 ly á. Thôi mớp ra miếng. Anh em về đựng đồ người nhé. Rồi 386 100k luôn. Cái này 387 100 luôn. Cái thùng Hitachi này thì ok anh em nha. Thùng Hitachi này thì ok nè. Để nhìn cam. Đó, thùng này thì ok. Rồi cái thùng mát, thùng này thùng bắn đinh mát. Đó, cái này đựng đồ người, anh em cắt cái này ra anh em đựng đồ người cũng được anh em nhé. Rồi hai thùng 387 100k luôn. 387 100k hai thùng. 388 rồi 100k luôn anh em nha. Một thùng Ribi này, một thùng mát, tay còn đầy đủ và một thùng Hitachi. Đó, rồi ba cái thùng anh em nha, này ba cái là 100k luôn, ba cái. Rồi 388 100 ba thùng. Lát chú lấy băng keo chú quấn lại luôn. Rồi cái này 389 100 luôn em nha. Một cái thùng này đồ người nó hơi mớp tí xíu thôi. Đây, thùng này là cắt đúng hai cái tay. Cái tay này mất miếng rồi, cái tay này còn, cái tay này mất miếng rồi. Rồi một cái thùng này Panasonic EZ9551. EZ9551 này mất cái tay rồi. Hai thùng 389 100k luôn em ơi. Này 390. Rồi 390, cái này 100k luôn, một cái thùng Makita với lại một cái thùng của mát nhỏ 330. Đấy anh em giờ đựng được cái gì anh em đựng nha. Rồi 100k đó, hàng em toàn bộ làm bao ship anh em nha. Anh em đấy, rồi bây giờ em sẽ quay máy điện. Bây giờ em sẽ quay máy điện. Em chỉnh cái cam ra. Quay máy điện đi em. Dây đưa máy điện con. Đưa máy điện. Rồi con này bao to bao khỏe bao nặng luôn. Này sắp tay nè con. Còn Mikasa không phải Hayate gì đây. Essence 391 391 máy điện này toàn bộ là nó chạy điện 100V anh em ạ. Rồi con này dây điện thì ok luôn anh em ạ. Con này bao to dài lắm anh em ạ. Tầm mét hơn mét. Đó, bao to nặng. Rồi 391 con này 450k anh em nha. Con này 392. Nó là 300k luôn, con này là con Ryobi. Rồi nó là 710W, 392, 300k, 710W dây điện ok luôn em ha.
Rồi con này 393. Con này dây điện nối này mà. Rồi máy hoạt động. Ok luôn, con này nó bị tét miếng này nè. Rồi. 393, con này 200k luôn em nha, nó bị tét miếng rồi anh em, máy vẫn hoạt động bình thường đó. Bị tét này, này em không thấy đây. Đó. Rồi 390 3 200k con này luôn. Rồi con này 394 thì con này nó chạy nhạt lửa này mà cũng là 200k luôn. 394. Rồi anh em về dọn lại con này nha, 394 200k con này. Rồi con này 395, con này là con Toshiba. Rồi con này 395. 400k Toshiba con này anh em ạ. Con này còn cũng được. Này. Cần nó đây anh em ạ. 395, 400. Chạy nó không lắc nhiều. Này 396 Makita, con này là con Makita 390 dây điện nối anh em ạ. 396 con này 700W nè. Con này còn bị méo anh em ạ. Cái dán giá với cái bút dán giá. Rồi 396. ₹250 anh em vừa gọi cần á anh em ạ. Nó chỉnh lại cần đó nha. Cần nó chạy nó méo nó lắc á. Rồi 700W, con này 396 ₹250 luôn. Rồi con này 397 Ryobi. Thì nó là đây, cái đầu này đẹp anh em nha. Đầu này con này ok này. Rồi Ryobi này nó là 740W. Cây cần này ok anh em ạ. 397. Nó là 300k luôn anh em nha. 397 300 luôn. Rồi giờ qua máy cắt gỗ. Xong tới cưa xích lại mới đồ người anh em ạ. Thắng hơi chậm anh em nha, 398. 200k con này luôn anh em. 398 200 Makita. Dây điện ok luôn. Rồi con này 399. Răng hợp kim anh em nha, con này thì Hitachi. Lưỡi 160. Con Makita kia cũng lưỡi 160 anh em nha. Rồi 399 con này lưỡi 160 thì nó tầm khoảng 670W trở lại thôi anh em ạ. Nó lưỡi 160 này 670W trở lại thôi. Rồi 399 200k luôn. Rồi mã 400. Con này 200k luôn em nha. Thôi đá lưỡi một nhẹ một bên thôi, lưỡi 160, 760W, lưỡi 165. Thì con này răng hợp kim đẹp nè, dây điện ok hết luôn em nha. Cái con này thì dây điện rất là dài luôn. Rồi, 400, mã 400, giá 200 luôn. Rồi con này thì cái lưỡi Hitachi. Lưỡi răng hợp kim đẹp luôn em ha, lưỡi con này lưỡi 165. Lưỡi răng đẹp luôn. Rồi con này nó là ok luôn á, nhưng mà nó là hàng của Trung Quốc nên nè. Con này chạy thì coi như là nó không ngon bằng mấy con kia đâu. Mã 401 150 anh em ạ. 401. Con này lưỡi cắt sắt.
Con này lưỡi cắt sắt lưỡi đẹp luôn em nha. Con này lưỡi bao đẹp luôn. Lưỡi 108, máy thì máy 109. Điều nó bị bởi cái miếng ở đây, nó bị bởi ngay đây em nha. Mày test cái này không có vấn đề gì hết nhưng mà nhìn nó xấu. Rồi, con này bốn nhiêu? 402. 250 em nha. Con này 250k, lưỡi 185. Mặt lưỡi cắt sắt hợp kim. Nó là lưỡi 180 luôn. Rồi 402, 250 luôn. Rồi con này 403. Con này dây điện nó cũng dài ok anh em nha. Rồi. Rồi răng hợp kim hay răng rin Hitachi luôn anh em nha. Máy Hitachi lưỡi 160. Cái lưỡi của nó là lưỡi rin luôn, lưỡi đẹp luôn nha. Đây, chữ Hitachi nằm đây luôn. Lưỡi bao đẹp luôn. 403. Rồi 403. Con này 250 nha em ạ. 403 250 luôn. Rồi anh này 404. 404. Nó là Makita, xài lưỡi 125. 9.5 là tầm khoảng 900W anh em ạ. Thì nó là răng cắt sắt luôn. Rồi cái lưỡi này bao đẹp luôn anh em ạ. Lưỡi cắt sắt anh em không? 404. Rồi 404 300k con này nè nha, 404 300. Rồi con này 405. 405 con này nó 650W. Lưỡi gỗ anh em ạ, con này là nó lưỡi gỗ, con này hàng của thằng Nati. Lưỡi 7A. Lưỡi 110 anh em nha. Này nó lưỡi 110. Nó lưỡi 110 là nó xài cắt gạch đó anh em. Lưỡi 110 là xài cắt gạch đó. Rồi 405, nó là 200k luôn. Rồi 405 200. Đây là một con bào thằng Makita, bào lưỡi 110, 1050W. Lưỡi 110 anh em ạ. Đầy đủ. Rồi lưỡi này nó hơi xấu xấu anh em nha. Này nó hơi xấu xấu nè. Lưỡi này anh em về mài lại nha. Rồi 400k con này luôn. 406. Rồi 406 400 anh em nha. 406 400, lưỡi con này anh em về mài lại nha. Rồi anh này đời cổ luôn, 407. Khỏi test luôn, 350 anh em nha. Rồi máy thì hoạt động ok, dây điện cũng ok luôn. Để kiểm tra cái lưỡi cái. Máy xấu xấu nhưng mà cái lưỡi bao đẹp luôn anh em. Máy xấu xấu mà cái lưỡi bao chắc luôn á. Đẹp nhất mỗi cái lưỡi là con dây thôi. Còn con máy là bây giờ đúng là đời của thầy bác Lê Đinh luôn. Đó. Rồi 407 350 luôn. Rồi giờ qua cua xích anh em. Rồi con này 408. Rồi 408 con này con Shindawa A100. 408. Con này chạy hơi kêu, 200k cho anh em về dọn lại xài luôn anh em nha. Shindawa A100. Đó, làm rin luôn, xích rin làm cái này coi như hơi chất lượng luôn anh em ạ. Làm thép luôn. Đó, rồi. Cái tay nó hơi gãy gãy cái này anh em nha. Nó hơi chắc chắc cái này. 408 200k cho anh em về dọn xài luôn. Rồi anh này thì Ryobi. Con này nó là 750W. Mấy cái thùng nó đừng có ấy anh ơi. Thùng 16 á, thùng 16 á.
không có sóng á. Rồi con RYOBI này nghiêm chỉnh luôn em ha, con này hồn ngảo 409 409 300 anh em nha, con này nghiêm chỉnh. Làm xích nó còn rất mới luôn. Máy hoạt động ok luôn, con này 750W rồi 409 300k luôn. Rồi con này 410. Ngoại hình cũng còn rất là mới luôn nè anh em. Và làm dài 30. Rồi 410 con này 300 luôn em ạ. Làm còn ok hết anh em. 410. 410 rồi. Rồi con này là con RYOBI. Mấy con này nãy giờ cưa xích con nào cũng chạy không nghe thử anh em. Con này hơi đá nhẹ thôi. 411 200k luôn em ạ. Con này hơi đá lửa nhẹ tí xíu nè, nó là 1150W luôn. Rồi 411 250 luôn. Con này 412. Con này sáng gió luôn em ạ. Khỏi test anh em nha, 300. E thép man, cái màu cam rất đẹp. Rồi E thép man, con này coi như là nghiêm chỉnh, làm xích còn mới chóc luôn nè. 412 300 luôn. Rồi qua tỉa hàng rào thì cái con này nó có cầm nước luôn em. 413 150. Rồi. Con này là con Nati nha. 413 150k. Rồi con này là con Makita. Con này bị gãy cái tay nắm nè. Rồi 415 100 đi luôn em ạ. Rồi, con này ok anh em ạ. 416 150. Đó, 416 150. Được rồi, tốt, như vậy rồi, tôi đúng rồi, nhiều quá. 7 8 10. Lấy bạn mấy con đó có thể bút nhiều quá. Con này hàng Trung Quốc anh em nha. 47. Rồi 150k luôn, 417 150 luôn. Đây còn 4 cục nè anh em ơi, 418. 418 200k 4 cục. Cái này nó bằng nhựa anh em nha, chứ không phải là bằng cước đâu anh em ạ. Cái này nó bằng nhựa. Thì cái hồng của nó là 38. Cái hồng cốt là 38 anh em nha, cái hồng cốt là 38. Hồng cốt 38. Cái này thì nó 16 năm. Ngang 50. 418 200k 4 cục anh em ơi. 418 200 4 cục. Rồi 419 100 luôn.
hai cây kéo này nè mọi người, hai cây kéo này không mẻ nè, xíu xíu. Cái này thì nó lỏng lẻo, anh em giờ dặn lại cái ốc này nha, đó, dặn lại nó bị vinh đó. Kéo này anh em về dọn lại nha, cây kia thì ok rồi, cây này thì đẹp nhưng mà giờ dọn lại. 42 419 trăm cao luôn. Rồi cái này 420 100 luôn. Rồi hai cái này ship cái này qua. Ship két két luôn. 420. Nó là 100k luôn. Rồi 421. 421 150k cái đống này luôn em nha. Này thì nó to nè. 2 4 2 4 6 8 10 12 13 cây đó, 10.000 cây đó anh em ơi. Cái này thì nó dài, cái này to lắm. 33 cây dài nhất là 53. Cái này 33 53, máy này to lắm em ơi, đủ kích cỡ luôn á. Rồi mã 421 150 luôn. Rồi 422 cuối cùng. Cái này cũng ok lắm lắm anh em nha, hàng hit hit nè, một cây nè, cây xà beng nè, cây này cũng mới chóc luôn, cắt cái gì á, ba cây này. Đây cây rìu đó, cây búa. Cây này hiệu của Bakuma. Bỏ lỗ bộ chết rồi. 422 rồi, 250 hết rồi anh em ơi. Đó, chiều hôm nay thì em sẽ quay một cái clip ngắn thôi, chởi rồi, tại giờ này coi như là nó chởi rồi anh em, 5 giờ chiều rồi, nhân viên nó nghỉ á, cho nên là em không có quay được nữa. Rồi coi như là em sẽ quay là một ít này, anh em xem ủng hộ ha. Đó, rồi coi như anh em xin kết thúc video đây, chúc anh em một buổi tối vui vẻ nha, hẹn gặp anh lại anh em vào sáng ngày mai. Gần Tết rồi em gấp rút, coi như một ngày em lên 2-3 cái video thì anh em xem phù hợp công việc của mình thì ủng hộ em ha. Rồi em xin kết thúc video đây ở đây nha.